Xin chào các bạn, Olympianus là một nhà sản xuất rất tài năng trong việc tạo ra các bản Hermes dựa trên những sản phẩm huyền thoại, những thiết kế kinh điển của các thương hiệu danh tiếng lừng lẫy trên thế giới. Trong video hôm nay, Sơn sẽ đưa các bạn đến thế giới Hermes của Olympianus với mẫu đồng hồ Submariner Ceramic Version 2 OP899832. Đây là một bản Hermes tái hiện lại thiết kế của Submariner, những chiếc đồng hồ lặn biểu tượng từ nhãn hiệu Rolex có giá lên đến hàng trăm triệu. Liệu bạn có tò mò rằng với một chiếc đồng hồ có giá chỉ khoảng 5 triệu như mẫu OP này thì thiết kế sẽ được thể hiện như thế nào, hay cấu hình sẽ ra sao, cho đến bộ máy mà nó sử dụng có thực sự chất lượng hay không? Quả thật, sản phẩm chính là một thành công lớn của OP khi nó luôn được ưa chuộng và luôn cháy hàng ngay từ thời điểm ra mắt. Giống như số đông thành viên của thương hiệu thì phiên bản này được trang bị kính Sapphire, một loại kính đang dẫn đầu về khả năng chống chảy xước. Không những vậy, nó còn có độ trong suốt rất cao, sẽ giúp bạn quan sát rõ nét mọi thiết kế trên mặt số của đồng hồ theo bất kỳ mọi góc độ. Dựa trên hình mẫu Rolex Submariner, OP đã tạo ra một sản phẩm gần như y hệt nguyên bản. Đó là một thiết kế theo phong cách dive hiện đại với các cọc số to bản, tích hợp các viền răng cưa đậm tính thẩm mỹ. Tất cả những gì được gọi là đặc trưng của hình mẫu đều được tái hiện một cách hoàn hảo trên một sản phẩm có mức giá thấp hơn đến vài chục lần. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng chọn combo của Rolex Submariner bao gồm kim giờ kiểu Mercedes, kim phút kiểu Peso và kim dây với chấm tròn Lollipop. Bên cạnh đó, thiết kế của các cọc số chính là sự pha trộn của nhiều hình dáng khác nhau như các chấm tròn dạng bọt nước, cọc số hình chữ nhật cho đến cọc số hình tam giác tượng trưng cho vị trí 12 giờ. Đương nhiên, trong vai trò là một bản Hermes thì mẫu OP Submariner không thể vắng bóng tính năng lịch ngày được đặt dưới kính Cyclop đặc trưng của đồng hồ Rolex. Tại vị trí góc 3 giờ, bạn sẽ được quan sát kiểu thiết kế kinh điển bậc nhất này, nhằm hỗ trợ người dùng có thể quan sát đồng hồ sáng rõ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhất là môi trường thiếu ánh sáng thì nhà sản xuất đã tích hợp đầy đủ dạ quang trên bộ cọc số, bộ kim và các chỉ số trên viền bezel. Khi chiêm ngưỡng mẫu đồng hồ OP này, hầu hết các bạn đều sẽ nghĩ rằng đây chính là một chiếc đồng hồ lặn. Nhưng sự thật là nó không phải là một chiếc đồng hồ lặn, nó chỉ là một chiếc đồng hồ mang phong cách của đồng hồ lặn. Bạn cần phải nhớ rõ điều này để có thể sử dụng đồng hồ trong những hoàn cảnh cho phép mà không bị vượt quá giới hạn về khả năng chịu nước. Có như vậy mới đảm bảo đồng hồ của bạn sẽ giữ được độ bền trong thời gian dài sử dụng. Chắc hẳn có bạn đang thắc mắc rằng, làm sao để biết nó không phải là đồng hồ lặn? Để có đáp án, bạn hãy nhìn vào vị trí 6 giờ. Bạn sẽ nhìn thấy mặt số có dòng chữ 5 ATM Water Resistant, có nghĩa là độ chịu nước của đồng hồ sẽ là 5 ATM, tương đương với 50m. Với độ chịu nước này sẽ cho phép bạn dùng đồng hồ trong những trường hợp như là rửa tay, đi mưa nhỏ, và bạn hãy nhớ tuyệt đối không đem đồng hồ đi bơi và lặn. Không chỉ được đánh giá cao về thiết kế, mẫu Olympianus Submariner còn được đánh giá cao về độ hoàn thiện, về chất liệu, nhất là trong phân khúc giá chỉ khoảng 5 triệu đồng. Với bộ phận bezel, hãng đã sử dụng chất liệu ceramic hay còn được gọi là gốm. Đây là vật liệu có khả năng chống xước, chống mài mòn tốt hơn nhiều so với thép không gỉ truyền thống. Và nó cũng có trọng lượng nhẹ hơn cùng vẻ bề ngoài đẹp hơn hẳn kiểu bezel thép sơn mạ thông thường. Khác với bộ phận viền thì nhà sản xuất lại lựa chọn chất liệu quen thuộc là thép không gỉ 316L để chế tác vỏ và dây đeo. Chúng được hoàn thiện chắc chắn, cứng cáp với lớp vỏ dày dặn cùng dây Oyster có cấu tạo 3 chỉ trông rất khỏe khoắn. Là một sản phẩm được thiết kế theo kiểu đồng hồ dive, nhưng OP899832 dường như là sự trung hòa giữa phong cách dress watch và sport watch, bởi nó không hầm hố như sport watch và cũng không quá mềm mại như dress watch. Vì vậy, nó sẽ thích hợp cho nhiều kiểu trang phục cũng như hoàn cảnh khác nhau. Đó có thể là set đồ áo cộc, quần ngố kaki xuống phố, trang phục lịch sự như áo sơ mi và áo vest, cho đến những trang phục có phần thể thao mạnh mẽ. Kích thước của phiên bản là 41mm, là một size chuẩn mực vừa vặn với hầu hết cổ tay của các bạn, đặc biệt là những bạn nam có chu vi tay trung bình trong khoảng 15,5cm trở lên. Trong phân khúc giá chỉ khoảng 5 triệu đồng mà có được các cấu hình, chất liệu, thiết kế và độ hoàn thiện như mẫu Olympianus này thì quả là một đột phá lớn. Đương nhiên, ngoài tất cả các yếu tố đó thì sản phẩm còn đi kèm bộ máy cơ Nhật Bản đảm bảo về độ uy tín, độ ổn định và độ chính xác tương đương với những đời máy phổ thông của các hãng lớn Nhật Bản như Seiko, Citizen và Orient. Nếu bạn quan tâm, hãy ghé qua cơ sở gần nhất của Zingwatt để trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại!